vì sao vì các đại bồ tát luôn huân tập tầm đại bi quán các hữu tình đắc xuất nghèo khổ vì muốn cho họ giàu vui nên nhận sự cúng dường khi vào thành ấp oai nghi tẻ chỉnh tâm ngay thẳng giữ gìn các căn bước đi từ tốn xem trước chừng sáu kiểu tay chậm rãi mà đi không nhìn ngó hai bên theo thứ lớp khất thực như pháp không bỏ nhà nghèo đúng lượng khất thực không tham cầu nhiều trong bát cơm ấy rách một phần bố thí cho kẻ nghèo, cúng dường phước điền. Vì sao? Vì tín thí khó tiêu và vì sanh phước. Thiền vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa chỉ ăn một lần không hề thay đổi, vì sao? Vì Bồ Tát chỉ một lần ngồi tòa bồ đề, ma đến quấy nhiễu cũng không làm khuynh động. Đối với định đoạn trí xuất thế, pháp không, thật tế, chân như, như lý, thánh đạo, nhất thiết trùng trí đều không thay đổi. Vì sao? Vì nhất thiết trùng trí từ một pháp mà đắp vậy. Cho nên Bồ Tát hành bát nhã, ba làm mật đa sâu xa, chỉ ăn một lần. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã, ba làm mật đa sâu xa dùng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình thể hiện khắc thực. Thiền vườn nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã, ba la mật đa sâu xa, thường xuyên tu học hạnh, a à lan nhã, nghĩa là tu phạm hạnh đối với các căn không phát sinh tội lỗi, ưa học hỏi, kham nhẫn, tu tránh hạnh, xa địa ngã và sự sợ hãi không đắm trước thân, thường hành tịch tĩnh. Các Bồ Tát này thường ưa xuất gia ở trong tránh pháp giữ tâm gần giới, biết rõ pháp tướng như lai đã từng thuyết giới cho ba hạng người già trẻ trung niên đều được thấu hiểu chẳng dứt ngoại cảnh chuyên niệm tự tâm chế pháp thế tục khen pháp xuất gia điều phục các căn không chấp giữ cảnh giới ác ở nơi a à lan nhã không ở nơi nạn xứ chẳng xa chẳng gần xóm làng để tệ khất thực nơi ấy có suối nước trong tắm rửa dễ dàng rừng nhiều hoa quả không có thú dữ hang núi yên tĩnh ít người cư trú những nơi thắng xứ như thế. Đối với Pháp đã học đêm ngày ba thời chuyên cần đọc tụng tiếng khùng cao thấp, tâm không duyên ngoại cảnh, chỉ chuyên chỉ nhớ niệm. Bà La Môn vân vân có đến chỗ ấy niềm nở vui mừng thăm hỏi, mời ngồi. Quán biết căn tánh để thuyết pháp cho họ, được hoan hỷ tín thọ vâng làm, dùng đủ phương tiện khéo léo giúp họ xa lìa ngã tâm. Vì vô ngã nên ở nơi vắng vẻ không có sợ hãi xa lìa sợ hãi nên vui hạnh tỉnh tĩnh bồ tát dùng phương tiện thiện xảo như thế nên thể hiện tu hành ở nơi a la nhã Thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán biết các hành suy nghĩ các thức ăn uống đều trong sạch thơm tho nhưng do lửa thân tiếp xúc biến thành bất tịnh hủy hoại hồi hám người ngu vô trí luyến ái thân này và đồ ăn uống nếu theo thánh trí như thật quán sát thì sanh tâm chán ghét không còn sai đắm Thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa suy nghĩ nhiều hành động sân giận thì sẽ gây nghiệp ác, ta phải lìa tâm sân để hướng đến tránh đạo, suy nghĩ chân thật, chứ chẳng nói xuông. Thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, suy nghĩ các pháp sanh do nhân duyên, pháp nhân duyên lại từ duyên khởi. Vì sao? Đối với nhân duyên sanh pháp hư vọng này mà người chính lại tạo tội lỗi, Bồ Tát đoạn trừ những pháp chướng ngại, điều thiện ở trong thân nếu chẳng dứt trừ những pháp trước ngại điều thiện cho người khác thì tâm liền vuông giả không nên phát sanh vô mình thế nào gọi là pháp trước ngại điều thiện nghĩa là không cung kính phải phát tăng và giới thành tịnh không kính đồng học tự cao khinh thường những người lớn nhỏ già trẻ hướng đến nam dục quay lưng với nếp bàn và phát sanh ngã kiến hữu tình kiến cho đến tri giả kiến kiến giả kiến chấp không rồi khởi lên đoạn kiến chấp có rồi khởi lên thường kiến xa lìa thánh hiền gần gũi phàm phu nương người phá giới thân gần bạn ác xa lìa bạn lành pháp thâm sâu nghe rồi say tâm hủy báng thân làm việc ác luật nghi lời nói ác tâm định hót quanh co bị phiền não che lấp tham đắm lợi giữa phát sanh đủ năm mạng một khinh mạng vì dòng họ cao quý hai khinh mạng vì dòng họ giàu sang ba khinh mạng vì hiểu biết hơn người bốn khinh mạng về đất nước năm khinh mạng về đồ chúng thấy việc ác liền giúp sức, gặp việc thiện lại tránh xa, khen ngợi sắc đẹp của đàn bà, con nít ngoại đạo, không ưa tụ tập hạnh, à là nhã, không biết ăn uống đúng lúc, tuy có đọc tụng mà chẳng đúng thời, xa lìa sư trường, thấy việc thiện không tôn trọng, thấy việc ác không sợ hãi, như vòi không có móc. Ngựa không dây cương, bùng lùng chẳng chế ngự được Vừa sân giận, không có tử tâm Thấy người khổ không thương Gặp người bệnh không thăm hỏi gặp người chết không lo sợ như sống trong đống lửa mà không mong cầu ra khỏi việc đáng làm không làm việc không đáng làm thì làm việc không đáng suy nghĩ thì suy nghĩ việc đáng suy nghĩ thì không suy nghĩ việc chẳng mong cầu thì cầu không ra khỏi bảo đã ra khỏi chẳng phải đường gọi là đường chưa chứng tắc cho là chứng đắc ưa ừ huân tập việc đại ác Xa lìa điều thiện lớn vì bám đại thừa và người hành đại thừa khen ngợi tiểu thừa và người học tiểu thừa ưa nói lời thô ác làm lạ đấu tranh tâm không từ bi làm cho người khác phải khiếp sợ nói lời thô bỉ không có một chút chân thật say mê theo hí luận không thể bỏ được các việc như vậy gọi là pháp chướng ngại điều thiện Thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa tu tập hạnh không giải pháp lý luận suy nghĩ cảnh giới sở quán đều không tầm năng quán cũng chẳng có không có hai loại sai khác về năng quán sở quán các pháp nhất tướng còn gọi vô tướng suy nghĩ như thế thì không còn giữ tướng trong ngoài không thấy thần tâm cũng không thấy pháp liên tiếp tu tập chỉ quán theo thứ lớp quán như vậy gọi là như thật thấy pháp chỉ là nhất tâm bất loạn Bồ Tát tu quán hạnh như thế rồi, đền đường tịnh giới, vì giới thành tịnh, nên hạnh cũng thanh tịnh. Đây là quán hạnh thanh tịnh của Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiền vương nên biết các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hộ trì pháp tạng vô thượng của Như Lai, nhận lãnh chánh pháp vì hộ pháp chứ không vì lợi dưỡng, vì để cho hạt giống tam bảo không đoạn tuyệt chứ không phải vì sự cung kính, vì muốn hộ trì hạnh đại thừa chứ không vì danh vọng, làm chỗ nương tựa cho người không có chỗ nương tựa, cứu giúp cho người không được cứu giúp, giúp an lạc người không an lạc, làm cho người không có tuệ nhãn được tuệ nhãn, chỉ đạo thanh văn cho người tu tiểu thừa, chỉ đạo độc giác cho người tu trung thừa, chỉ đạo vô thượng cho người tu đại thừa, vị trí vô thượng nên nghe pháp như thế chứ không phải vì cầu thừa thấp kém. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ hoàn toàn các pháp tỷ nại gia khác nhau, đó là tỷ nại gia, hạnh tỷ nại gia, sự sâu xa tỷ nại gia, vi tế tỷ nại gia, tịnh cùng bất tịnh, có lỗi không lỗi, giới bồn biệt giải thoát, tỷ nại gia thanh văn, tỷ nại gia Bồ Tát. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với các pháp tỷ nại gia như thế đều thấy biết rõ thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đã sâu xa biết rõ tất cả oai nghi giới hạnh khéo học hỏi thọ trì giới hạnh của thanh văn độc giác bồ tát đã tu giới hạnh rồi nếu thấy oai nghi nào không đúng ý mọi người thì bồ tát từ bỏ ngay không đi lại nơi phi xứ xa môn nào có oai nghi giới hạnh đầy đủ thanh tịnh thì gần gũi họ nếu hút bà la môn học các hạnh khác thì bảo họ xa lìa khuyến khích họ tu tỉ lại ra tu tập giới hạnh thành tịnh như vậy nên diệt sạch tâm xảo trá tật đố tự hành hạnh bố thí cũng khuyên người làm theo tán thán hạnh bố thí làm cho người học theo thấy người bố thí sanh tầm tùy hỷ không có ý niệm nên bố thí cho ta đừng bố thí cho ai khác chỉ nên suy nghĩ đa số hữu tình đều bị nghèo thiếu đói lạnh khốn khổ nguyện cho họ đời này được an vui vì nghe chánh pháp nên đời sau an vui đời này ta phải siêng năng tu tập ta nguyện cùng hữu tình đều được giải thoát đây là bồ tát không có tâm tật đố tâm luôn bình đẳng với các hữu tình nếu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã cho đến trí nhất thiết tướng đều khác vì tất cả hữu tình không có tâm phân biệt vì sao vì ý niệm pháp tù đồng với hữu tình cùng một cảnh giới mong sớm giải thoát tự mình thoát ra khỏi lửa sanh tử thì nguyện cho hữu tình cũng được ra khỏi này thiên vương ví như trường giả có sáu người con nhỏ dại ông đều yêu thương không có phân biệt trường giả ở ngoài thấy nhà bị cháy Ý ông nghĩ sao? Có thấy trưởng giả suy nghĩ thế này không? Đối với sáu đứa con kia, ta cứu đứa nào trước, đứa nào sau? Bạch Thế Tôn không có như vậy. Vì sao? Vì người cha luôn đẹp tâm bình đẳng đối với con cái. Thì vương nên biết Bồ Tát cũng vậy. Vì những kẻ ngu si tham đắm trong sáu đường, đang ở trong nhà lừa sanh tử không biết đường ra, để các Bồ Tát đem tâm bình đẳng dùng mọi phương tiện hướng dẫn họ đi ra để được an ổn trong cõi tịch tịch trên vườn nên biết cả đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với hình các pháp cũng bình đẳng vì hộ tránh pháp cúng dường như lai dùng đầy đủ các thứ để cúng dường như lai như thật tu hành để cúng dường như lai làm lợi ích an lạc hữu tình để cúng dường như lai giữ gìn thiện pháp của hữu tình để cúng dường như lai tùy thuận giáo hóa hướng dẫn hữu tình hành bồ tát đạo việc làm đi đôi với lời nói tầm mong cầu vô thượng giác không hề mỏi mệt làm như thế mới gọi là cúng dường chư Phật, chẳng phải đem của cải mới gọi là cúng dường. Vì sao? Vì Pháp là thân Phật. Nếu cúng dường Pháp, tức là cúng dường Phật, Chư Phật Thế Tôn đều đến từ chỗ tu hành như thật, vì làm lợi ích an lạc cho hữu tình, vì hộ trì thiện Pháp tùy thuận hữu tình. Nếu chẳng làm như vậy, là trái với bổn nguyện, đời biến giải đãi, thì không thể thành tựu tâm Bồ đề. Vì sao? vì trí hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của bồ tát cũng chung với hữu tình nếu không có hữu tình thì bồ tát làm sao có thể đắc đạo quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa tu hành chánh pháp cúng dường như lai gọi là chân cúng dường cúng dường như thế để diệt tâm ngã mạn xa lìa thế tục cạo bỏ râu tóc giống như người đã chết, không còn liên hệ đến cha mẹ, anh em, bà con nội ngoại, tướng trạng và y phục đều khác người đời. Dẹp tâm ngã mạn để ôm bình bát vào thành ấp, hoặc là bà con xóm làng, hoặc là đến những nhà nghèo cùng để xin ăn nghĩ. Mạng sống của ta tùy thuộc vào người khác, nhờ họ cho ăn ta mới sống, do đó trừ được tâm ngã mạn lại nghĩ ta nên hoàn hỷ với tư tưởng của thầy bạn vì xưa chưa được nghe pháp mà nay được nghe nếu thấy người kia sân hận tranh cãi nên phải nhẫn nhục khiêm nhường tránh đi bồ tát như thế là trừ được tâm ngã mạn thiền vương nên biết các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì sanh tránh tín bền chắc vì sao vì các công đức và năng lực thiện căn đời trước đã đầy đủ nhân lành thành tựu tránh kiến nội tâm thanh tịnh không chạy theo cảnh bên ngoài tâm hạnh kiên cố tránh trực không theo ngoại đạo không có dối trá các căn thông lợi đầy đủ bát nhã ba la mật đa tâm được thanh tịnh xa lìa trên cái xa bạn ác gần bạn lành học hỏi lời hay tâm không dài đãi nghe lời thuyết pháp biết công đức phật bấy giờ tối thắng bạch phật cuối xin đấng, đại tử thương xót nói cho chúng con nghe về tướng đại oai thần công đức của như lai phật bảo tối thắng này thiên vương ông hãy lắng nghe và suy nghĩ ta sẽ nói một phần nhỏ về oai thần công đức của phật tối thắng bảy phật xin thế tôn nói cho phật dạy này thiên vương đức đại tử của như lai vô biên bao trùm hết hữu tình và cảnh giới hữu tình cho đến mười phương tận hư không giới đều được bao trùm không thể so lường được được đại bì của như lai hàng thanh văn độc giác và các bồ tát đều không thể có được vì sao vì pháp bất cộng cho nên không có một hữu tình nào ở mười phương thế giới mà không được đức đại bi của như lai bao trùm pháp của như lai nói ra rốt ráo không cùng tận vì các loài hữu tình khắp mười phương trải qua vô lượng kiếp đức như lai đã dùng vô lượng nhân duyên nói các pháp yếu cũng không cùng tận nếu hữu tình dùng ngôn từ cú nghĩa để hỏi thì chỉ trong một khải móng tay đức như lai làm cho tất cả hữu tình đều phân biệt rõ ràng mà không ai có thể bắt bẻ được vì đức như lai đã thắc vô ngại tịnh lự ở cảnh giới thậm thâm không thể đo lường giả sử hữu tình ở các thế giới đều trụ thập địa bồ tát đến trăm ngàn kiếp nhập vào đẳng trì thù thắng cũng không thể đo lường cảnh định của như lai Thần của như lai vô lượng vô biên vì sao vì tùy thuận tâm mong thấy của hữu tình nên chỉ trong một niệm đức như lai có thể hiện vô lượng thân khác nhau thiền nhãn của như lai tối thắng thanh tịnh đức như lai đều thấy rõ các hữu tình ở tất cả thế giới với sắc tướng sai khác và các loại vật không đồng nhau như xem trái xoài trong lòng bàn tay những ai có thiền nhãn cũng không thể sánh kịp thiền nhĩ của như lai tối thắng thanh tịnh nên đối với âm thanh khác nhau của tất cả hữu tình và tất cả âm thanh của các vật khác thì chỉ trong một niệm như lai đều nghe và hiểu rõ ý nghĩ của nó